này sẽ có mệnh giá là 60 triệu. Mà giật giật điện á, rất là thích luôn nha mọi người. Thật sự là mỗi lần mà em đi dùng là em đi thấy nó kiểu nó bị phê phê ấy. Xin chào các bạn, em đi và Mai Anh đây. Ngày hôm nay như đã hứa thì chị em chúng ta sẽ quay trở lại với một chiếc clip đắt giá nhất từ trước đến giờ của Happy Skin. Bởi vì chiếc clip này sẽ có mệnh giá là 60 triệu. Yeah, những món mà chị em mình review ngày hôm nay đây, tổng trị giá nó là 60 triệu các bạn ạ. Và đấy là lý do tại sao mà chiếc clip này đáng nhẽ được lên kế hoạch là sẽ phát sóng vào năm ngoái. Nhưng mà nhưng mà sau một hồi gọi là phải tích lúa tích thóc á, đấy, để mà mình có thể đầu tư và xong rồi trải nghiệm được cho đã đời để có thể là review cho các bạn, thì đến bây giờ nó mới được hoàn thành. Và nếu như bạn thuộc team đã skincare chán chê rồi, bây giờ muốn upgrade chương trình của mình lên thì nhất định phải xem hết video clip này, bởi vì sẽ có cái loại máy mà bạn có thể mua được đấy. Em nghĩ là những người nào mà anti máy ấy, thì có thể là vì là chúng ta cũng chưa biết đến sức mạnh của công nghệ thôi. Nó cũng giống như là trước khi mà chúng ta tập thể dục thì chúng ta nghĩ rằng là tập thể dục thì chắc là cũng không có thay đổi gì nhiều lắm. Khỏe. Cho đến lúc, chỉ khỏe thôi. Cho đến thực sự là lúc mà chúng ta đã đam mê tập thể dục rồi, chúng ta thấy rằng là nó có thể định hình được dáng vóc của chúng ta và tăng sức bền của chúng ta khủng khiếp đến mức độ như thế nào. Thì máy móc nó cũng như thế, mỹ phẩm ok rồi. Nhưng khi sử dụng thêm máy móc và khi có sức mạnh của công nghệ, chúng ta thấy nó ở một tầng cao mới. Nhưng những máy này có thực sự phù hợp với cả bạn hay không thì nhớ là phải xem hết video clip này nha. Và nhớ là đừng quên like và subscribe cho kênh YouTube của Happy Skin và ấn vào cái chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào mới. Đồng thời nhớ vào tập làm vlogger, blogger MC trên Facebook nữa nha. Trước khi vào review chi tiết, các bạn cần biết một số những thuật ngữ về công nghệ thường sử dụng ở trong các beauty device trên thị trường. Ion galvanic, cơ chế dòng điện một chiều mang điện tích âm hoặc dương giúp làm sạch sâu hoặc hỗ trợ sản phẩm thẩm thấu sâu vào da. EMS, electronic muscle stimulation, là sử dụng xung điện an toàn tác động trực tiếp lên cơ bắp theo dạng xoắn ốc để đốt cháy mỡ thừa, có thể hiểu đây là một dạng bắt cơ mặt tập thể dục hàng ngày. LED sử dụng ánh sáng với nhiều bước sóng tác động đến nhiều vấn đề da khác nhau, ví dụ ánh sáng đỏ tốt nhất là từ 620 cho đến 660 nanomet để giúp kích thích tăng sinh collagen, giảm lão hóa, ánh sáng xanh lá 530 nanomet giảm da xỉn màu sáng da, và ánh sáng xanh dương khoảng tầm 415 nanomet giảm các vấn đề về mụn. Radio Frequency RF là sử dụng sóng điện từ tần số cao để tác động đến các mô của lớp biểu bì da và sinh nhiệt. Nhờ đó, các sóng RF sẽ kích thích tăng sinh các sợi collagen mới, còn các sợi collagen cũ bị đứt gãy hoặc trùng nhão sẽ được co rút lại. Vibration là công nghệ rung một tần số cao giúp săn chắc ở mức độ vừa phải, hỗ trợ thẩm thấu sản phẩm cũng như thư giãn khi chăm sóc da. Mở đầu chiếc clip này bằng một chiếc dụng cụ mà có vẻ trông rất là đơn giản, nhưng mà nó cũng có những cái điều thú vị của nó. Nếu mà các bạn có xem video clip của Happy Skin cách đây một tuần thì cũng biết là Emmy đã có thử sản phẩm này. Và để có cái clip ngày hôm nay thì Emmy cũng đã thử sản phẩm này trong vòng liền tù tì được khoảng hơn 7 ngày, gần 10 ngày để xem là tác dụng như thế nào, mình có được chịu nhiệt được hay không. Nếu sản phẩm này mà ai chưa biết là gì thì xem lại video cũ nhá, video unbox để biết xem là công dụng của nó là như thế nào và cách dùng ra làm sao. Còn ngày hôm nay thì em chỉ review xem hiệu quả sau 7 ngày, hơn 7 ngày đấy, liên tiếp sử dụng sản phẩm này thì thấy như thế nào. Thì công dụng của em này được nói rất nhiều thứ, nào chuyện là để mà cải thiện nếp nhăn này, đúng không? Xong rồi lifting này, rồi trong chuyện là nâng cơ, thì nâng cái phần cơ này lên. Thì em thấy rằng là có thể là cái thời gian mà em sử dụng ấy nó chưa đủ dài để mà thấy hiệu quả trong chuyện là cải thiện nếp nhăn hay là gọi là nâng hết cả cái vùng cơ này của mình lên. Nhưng mà em thấy là nó có một tác dụng rất là rõ rệt trong chuyện là định hình khuôn mặt và khiến cho mặt của mình trông vi lai hơn. Và những cái vùng mà ví dụ như cái chỗ này mà mình đang bị bẹo bẹo này, rồi mình đang bị thừa mỡ, thì mình sẽ thấy rằng ngay lập tức sau mỗi lần dùng thôi là tự nhiên mình thấy cái mặt của mình nó hơi hóp lại và trông cho nó rất là sắc nét. Theo cái kiểu giống như là những người mà tập gym nhiều ấy thì sẽ nhìn thấy cái kiểu sporty, thì bây giờ mình dùng cái này tây mình hơn, mình sẽ tây hơn. Trông nó tây hơn. Nói chung là mặt của mấy bạn tây, ai mà mặt đang á mình nó muốn nó tây hơn một tí xíu thì chắc chắn là cái bạn này. Và thật sự luôn ý là mọi người chả cần phải làm gì nhiều đâu, nội cái chuyện là chúng ta ngậm mà nó đúng cách thôi, chúng ta mút chặt vào thôi là chúng ta cũng đã thấy là cái phần này của chúng ta hóp. 30 giây một ngày, một ngày là 2 lần, mỗi lần 30 giây thôi, nó mang lại một cái hiệu quả rất là rõ rệt. Tuy nhiên, bạn này thì em thấy là có một cái nhược điểm vô cùng lớn, đấy là
mọi người nhìn trông nó phải dễ đúng không, ngậm vào như thế này xong rồi lắc 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 như thế này thôi đúng không, nhưng mà không hề dễ một tí xíu nào. Và có một cái cảm giác là đầu của mình mà hơi đau đầu, hơi choáng nhẹ một chút xíu, nên là ai mà tiền đình hay chóng mặt hay nhức đầu nói chung là mình có những vấn đề về tiền đình ấy thì không phù hợp với các sản phẩm đấy đâu. Nhưng mà dùng cái này thì chắc là được mặc như ăn luôn ăn đôi chị nhỉ. Em mới thấy thực ra thì chắc là anh ấy là hình ảnh thương hiệu thôi, chứ còn mặt của anh ấy là do anh chạy nhiều. Ai mà tập thể dục là gym nhiều hoặc là chạy nhiều biết là mặt của mình sẽ rất là sương đúng không, sẽ rất là góc cạnh, thì mặt góc cạnh như anh ấy là do anh chạy nhiều rồi. Nhưng tất nhiên là nếu mà mình tập cái này liên tục thì em nghĩ là nó cũng sẽ góc cạnh hơn so với cả cái khuôn mặt bầu bĩnh. Nhưng mà chị thấy mặt bầu bĩnh thì em nghĩ chắc chị sẽ không mặc nữa. Nói sao ta, em đi không đủ chăm, bởi vì là một ngày phải hai lần. Thực sự là một ngày mà em đi một lần thôi là em đi đã phải cố gắng lắm rồi ấy. Chứ còn kiểu sáng một lần, tối một lần thì em đi thấy là không đủ chăm lắm. Cái thứ hai nữa là đúng, thích mặt bầu bĩnh. Nhưng còn nếu mà bạn nào mà mặt đang hơi bầu bĩnh quá rồi, các bạn có thể sử dụng cái này. Nhưng mà nói sao, thôi mình đã chót mình mua rồi thì mình dùng thôi. Chứ còn nếu là em đi thì có một cái sự lựa chọn khác thay thế, đó là các bạn biết Wa Sha đúng không, một cái dụng cụ massage cộng kèm với cả dinh dưỡng của chúng ta. Em thấy cái này nó rất là nhẹ nhàng, nó giống như là chơi đồ hardcore hay là chơi đồ dưỡng nhẹ nhàng sương sương, thì cái này này nó rất là nhẹ nhàng, chắc chắn là hiệu quả thì nó rất lâu so với cả cái chuyện là sử dụng những thứ mà nó cơ học mạnh mẽ như thế này. Nhưng chắc chắn một điều rằng là em này cũng sẽ giúp là sản phẩm được thẩm thấu một cách tốt hơn, rồi cũng sẽ giúp là massage mặt của chúng ta và cải thiện cái tình trạng ví dụ như là bị staging hoặc là bị nếp nhăn quá nhiều. Thì hướng dẫn cho mọi người chút, cái này là đồ em đi được tặng, cũng không biết bao nhiêu tiền, còn cái này là 3 triệu, thì lần trước là nói với cả mọi người rồi. Thì dùng nó như thế nào, nó sẽ có rất là nhiều những cái góc cạnh khác nhau đúng không, ví dụ cái bảng to như thế này là mình dùng nguyên mặt này này, đấy, này mặt này lên như thế này rồi đúng không. Còn ví dụ như là mình muốn ở chỗ này đúng không, ở đây nó sẽ là như thế này, mình vuốt nó lên như thế này. Đấy, mình miết nó vào đây, mình viết này. Rồi dùng được cả cho vùng dưới mắt nữa. Vùng dưới mắt thì mình có thể, à đâu, không phải là dùng mắt mà là vùng má. Vùng má thì mình này, đấy, để mình tạo cái gò má. Sculpting, cái này thấy sculpting rất là tốt. Rồi chán thì mình, một là mình có thể dùng cái này cũng được, mình dùng cái này cũng được. Mình này, đấy, vuốt nó lên như thế này. Đấy, rồi mình dùng được thì dùng vùng dưới cổ. Vùng dưới cổ thì em nhìn thấy là mọi người, đây, hoặc là sang bên này như thế này. Đấy, hoặc là giống như là đây, lên như thế này. Rồi chiều này, nhưng tất nhiên là mình phải có kem nhá, chứ không là mình kéo ra của mình cũng hơi ghê á. Đấy, thì rất là nhiều góc, mỗi góc thì nó lại dùng được một cái cách khác nhau. Tác động nhẹ nhàng lắm, nó không phải kiểu hiệu quả sau mỗi lần đâu. Nhưng mà sâu cắt sâu thức, mà mấy cái này cũng rẻ. Còn đây là đồ tặng, mình không biết là nhiều tiền. Nhưng mà Wa Sha các bạn có thể search cái chữ đấy, rất nhiều ở trên mạng. Tiếp theo, hai tay hai súng, trên tay mang là hai chiếc máy Yaman. Em màu đỏ này là phiên bản HRF24R. Và mọi người lưu ý nha, khi mua em này thì hay được so sánh với một phiên bản là phiên bản 10T. Nhưng mà em này với phiên bản kia nó sẽ hơi khác một chút, tức là trong đây sẽ có thêm cái chế độ rung á, của cả hai máy đều có. Nhưng cái phiên bản này sẽ tắt được chế độ rung, còn cái phiên bản 10T thì sẽ không tắt được. Cho nên là bạn nào mà sợ bị tiền đình á thì mọi người có thể mua em này. Còn phiên bản bên đây của Mayan là phiên bản HRF20N. Em này thì sẽ được upgrade hơn so với em này. Upgrade chỗ nào? Bạn này thì chỉ có 5 bước cơ bản của Yaman thôi, tức là có chế độ làm sạch nè, rồi dưỡng ẩm nè, rồi EMS, RF, với lại cuối cùng là làm lạnh. Còn bản này thì sẽ có thêm cái eye care là chăm sóc riêng cho vùng mắt. Và ở cái chế độ EMS thì được hãng claim là có cái mức năng lượng sẽ gấp đôi so với cái em này. Và đúng là hình như khi Mang dùng, Mang thấy em này đã hơn mọi người, phê hơn, tại vì Mang thích dập. Đấy, nói chung là Mang thích như thế. Còn review chi tiết về em này thì đây sẽ là một cái máy mà Mang sẽ gắn bó lâu dài, vì cái hiệu quả sau thời gian sử dụng, công nhận là da của mình có trẻ hơn, khỏe hơn, bớt mụn hơn, chắc là được làm sạch rất là tốt. Nhắc về bước làm sạch này thì thật sự là rất ấn tượng ý. Lúc trước Mang dùng cái Hada Create thì thấy cái miếng bông nó không có dơ lắm, với cái da mình nó không được cải thiện quá nhiều. Nhưng mỗi lần dùng cái em Yaman này, kể cả khi là Mang đã tẩy trang 3 bước nha, nước tẩy trang, dầu tẩy trang và sữa rửa mặt, nhưng mà dùng xong miếng bông nó vẫn dơ như thế này mọi người. Không biết hay là da mặt mình dơ. Nhưng mà công nhận sau một thời gian dùng cái bước làm sạch này đều đặn thì tình trạng mụn giảm đi rất là nhiều. Rồi qua tới cái bước dưỡng ẩm thì cũng ok. Qua tới cái bước mà giật giật điện á, rất là thích luôn nha mọi người. Kiểu mỗi lần mà đi tới cái vùng mắt thì thấy cái mắt mình nó giật giật giật. Nhưng mà tại vì Mai Anh thích cảm giác đó, nhưng mà chị My thì không.
Nói chung ý là Emmy thấy rằng là trong số những cái con máy ở đây thì cái con máy mà Emmy đang cầm ở trên tay là cái con máy mà nếu phải chọn thì là con máy mà Emmy sẽ gắn bó. Cho dù thực sự mọi người Emmy lười dùng máy lắm ý. Mình biết là mình già rồi đấy nhưng mà mình vẫn lười dùng máy. Và vậy nếu phải chọn thì chắc chắn là sẽ chọn con này. Vì cái thứ nhất là tầm giá của nó là hợp lý, nó không quá mắc mỏ. Nếu mà mình phải mua, đây là lời khuyên của Emmy dành cho các bạn ha. Và cái thứ hai nữa là Emmy cũng phải là fan tín đồ của kích thích dòng điện EMS. Mỗi lần mà dùng cái gì mà có EMS là Emmy bị tinh thần, tức là giống như kiểu lúc nào cũng bị nâng nớp lo sợ giật chưa ta, giật chưa ta, hoặc là nó giật liên tục là cả người Emmy và tim của Emmy nó cũng nhảy tưng 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 theo nhịp đập ấy. Mình mỗi người sẽ có một cái nỗi ám ảnh và nỗi sợ đúng không? Thì đối với cả Emmy, cái nỗi sợ của Emmy nó gắn liền với cả EMS. Những cái công nghệ khác RF Emmy rất thích nhưng mà cứ động đến EMS là Emmy sợ. Nên là con này mà giật càng mạnh và con này rất mạnh là Emmy giống như kiểu bị tim đập nhanh. Tim đập rất thích mọi người. Còn con này thậm chí với con này cái chức năng mà Emmy dùng ít nhất đó chính là EMS. Còn chị Emmy... nó có năng lượng thấp nhất luôn chị. Yeah. Emmy thì chủ yếu là Emmy sẽ dùng ở trên chức năng cleanse. Emmy thấy rất là ok. Và Emmy thích dùng những chức năng ví dụ ở moisture này, rồi rèn led này, rồi cool này. Thì đấy là những cái chức năng của Emmy. Nhắc tới cái cool này, Emmy sực nhớ là cái cool của em này thì thực ra dùng không phê lắm. Bởi vì cái thời gian của nó hơi ngắn mọi người. Với cái nữa là, này cũng là một điểm trừ của Yaman. Mọi người nên away trước khi mua, tức là cái tiết diện của em này khá là nhỏ, cho nên là rất là mất thời gian để mình di chuyển khắp mặt. Vậy nên cái bước mà làm lạnh thì thường mai anh sẽ thay thế bằng cái cây lăn lạnh. Thực ra dùng của Emmy mấy Emmy skin hơn vì nó to ấy, vậy mới dùng nó phê hơn. Em làm sao em so sánh được, bởi vì là thực ra mấy cái máy móc này nó maximum nó cũng chỉ có thể xuống được khoảng tầm 19 độ thôi. Là mình cũng đã dùng cái máy để mà bắn nhiệt độ á. Mọi người có thể nhìn thấy là cái thí nghiệm khi mà dùng máy bắn nhiệt độ thì maximum nó cũng xuống được khoảng tầm 20, 21, khoảng 19 độ. Chứ còn ví dụ như là một cái cây lăn lạnh nếu mà bắn trên nhiệt độ thấy là xuống có thể là xuống 10 độ. Rất là lạnh và giữ lạnh rất là lâu so với cả những cái này. Thì mình không so sánh được. Nhưng mà để mà tích hợp mọi thứ trong cùng một con máy ấy, thì con này nó đạt tiêu chuẩn. Nói chung là em thấy nó hợp lý và vừa phải á mọi người. Nói chung em đi chế độ gì? Cleanse và chế độ moisture và chế độ đèn led. Nhưng mà cho dù đấy thì em đi vẫn chưa ưng. Đúng, chưa ưng một cái chỗ là đèn led của cái này ít bóng. Với lại có một điều là chỉ 2, 3, có một màu thôi mọi người. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bóng thôi và chỉ có màu đỏ. Nhưng mà màu đỏ cũng ok nha mọi người. Em dùng một thời gian xong da bởi vì là sao? Biển hồng hào hẳn. Cái thứ nhất là màu đỏ sẽ khiến cho da mình được trẻ hóa thế đúng không? Và thực ra trong rất là nhiều nghiên cứu ấy, là với bước sóng của màu đỏ từ 615 cho đến 645 vừa hỗ trợ trong chuyện là kích thích tăng sinh collagen và bên cạnh đấy là nó cũng sẽ hỗ trợ trong chuyện là da mụn đấy. Chứ không phải là chỉ là đèn màu xanh thì mới hỗ trợ da mụn đâu. Nên với cái em nghĩ đèn led đỏ nếu phải lựa chọn thì là nó đủ tốt rồi. Tất nhiên là còn 2-3 màu thì còn tốt hơn nữa. Đúng rồi, nhưng mà nói chung tổng quan thì em này vẫn là một cái sự đầu tư gọi là chính đáng cho những cái bạn mà bắt đầu sợ già. Và để muốn mua một trong hai phiên bản thì đúng là như chị Emmy thì Man vẫn khuyên mọi người nên mua phiên bản này. Vì cái chế độ eye care trong cái em này thì Man thấy nó không quá rõ rệt. Với cái thứ hai là cái em này nếu như mà so với mặt ấy thì bị nhỏ, nhưng mà so với mắt thì em này quá to. Không biết nào mà đi được cái phần khóe mắt này, Man sẽ thích dùng một cái máy riêng dành cho vùng mắt hơn. Cho nên là nói chung nên đầu tư, nhưng mà đầu tư thì đầu tư em này nha. À có thêm một điều nữa các bạn nhớ lưu ý này, cái chế độ EMS nó không dành cho những cái bạn mà trên mặt hay có những vết thương hở, nên là nhắm chừng là hôm nào mà mình ví dụ như là mình chót mà mình cậy mụn á, mà mình đang bị xây xước ở trên mặt ý, đừng có dùng nha. Rồi ơi, nó giật mà chị. Nó giật đau ấy mà thót tim ý, sợ hãi lắm, sợ hãi lắm. Nhớ nha mọi người, kỷ niệm đó thì mang với chị mẹ ai cũng bị rồi. Đỉnh cao của các con máy đây, một chiếc máy 40 triệu. Nghe sót nhớ mọi người. Ôi, vẫn không thể tin nổi. Vẫn không thể tin nổi là mình đang cầm ở trong tay một con máy 40 triệu bằng một chiếc xe. Điều gì khiến cho nó mắc đến mức độ như vậy? Thì là bởi vì em này xịn sò thực sự. Em này made in Japan thì khỏi nói rồi. Tất cả những con máy ở đây đều là made in Japan. Nó đảm bảo một cái chất lượng trừ bệnh này, đây con máy này thôi, Yaman rồi Aribo với cả con máy bao này, con dụng cụ tao này thì là đều là bằng made in Japan, chất lượng và công nghệ rồi uy tín thì mình không khỏi bàn ha.
rồi con 40 triệu này nó có gì, nó nhiều những cái công nghệ mà em nghĩ là độc quyền là một này, và cái hiệu quả của nó rõ rệt hơn, và cái độ mạnh ấy, mình gọi là đô của nó cũng nặng hơn rất là nhiều so với cả những em, thậm chí là em Yaman này. Mạnh hú hồn là có thật. Bắt đầu vào review từng chức năng của em này này, cái thứ nhất là em này nhìn vậy thôi chứ cầm cũng chỉ nặng tương đương với cả Yaman. Và em ấy sẽ có những chế độ sau, những chế độ mà chúng ta có thể dùng hàng ngày thì bao gồm có EMS, đèn LED hoặc là Vibration. Đấy là ba chế độ mà chúng ta hoàn toàn có thể dùng hàng ngày. Và có thêm hai cái chăm sóc đặc biệt mà một tuần chúng ta chỉ dùng được 2 lần thôi. Và mỗi lần mà chúng ta sẽ dùng thay phiên nhau mỗi lần 5 phút, đó là chức năng là MFIP, viết tắt của Mid Frequency Interval Pulse. Và một chức năng khác đó là UP, tức là Ultra Pulse. Về mặt bản chất của hai cái chức năng này thì nó giống nhau, nó sẽ kết hợp giữa mấy công nghệ với nhau, bao gồm có là công nghệ là Pulse này, mình hiểu nó là siêu xung đi, mình hiểu thực ra nó cũng là có dòng điện ở trong đấy, nhưng mà nó giật thêm thì là Pulse. Và bên cạnh đó là EMS, tức là kích thích bằng dòng điện nhỏ nhỏ thôi, microcurrent. Và thêm một cái công nghệ nữa đó là RF, là radio frequency, sẽ dùng để tạo ra những gọi là cái nhiệt ở trong da của chúng ta, và hỗ trợ là gì đấy, trao đổi chất cũng như là tăng sinh collagen. Ngoài ra thì sẽ có thêm một cái công nghệ nữa là đèn LED khi mà sử dụng kèm với cả những cái công nghệ trên. Thì sự khác biệt giữa UP với cả MFIP nó chỉ là cái pulse, tức là cái interval pulse ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là rõ ràng là nó giật. Còn ultra pulse ấy, là nó liên tục và nó rất là smooth với nhau. Còn cái dưới thì nó giống UP mà cộng thêm bấm huyệt, tức là vì nó tực nên là nó rõ rệt hơn, có cảm giác như là những cái chỗ kiểu đấy nó nhét chừng ấy, nó gọi là cái nó rất là rõ rệt, liên tục như vậy nhưng mà nó sâu hơn. Thì mọi người ơi, các bạn đừng có ngạc nhiên nếu mà lần đầu tiên khi mà các bạn sử dụng cái chế độ là MFIP và UP, các bạn sẽ hơi bị giật mình, bởi vì thực sự nó rất là mạnh, nó có 4 level khác nhau. Và nếu mà các bạn đi em cắm điện như chị nha. Đây xin lỗi. Đây là chiếc máy duy nhất, chiếc máy duy nhất mà chúng ta cần phải cắm điện khi dùng, đấy là một điểm trừ, bởi vì là nó hơi bị lỉnh kỉnh ý. Nhưng mà nó sẽ giúp là cái giọng điện được ổn định hơn so với cả cái chuyện là chúng ta dùng cái cục pin dự trữ ở bên trong. Thì các bạn sẽ đừng ngạc nhiên khi mà mới dùng chúng ta hơi bị giật mình. Cái này ấy, là chế độ này là chúng ta sẽ cần phải sử dụng cùng với cả serum, chứ chúng ta không muốn dùng ở trên mặt không được. Và thậm chí ở đây khi không có serum đi mà các bạn để trên tay, ôi ơi, đấy, kiểu tay mình hơi ẩm ẩm rồi. Em đi là phê từ tay em bắt đầu truyền đến tim, nó cảm giác là bị tim thòng theo, và nó giật rất là mạnh, rất là rõ luôn á. Là vừa cảm thấy nóng nóng của RF này, rồi bên cạnh đấy là cái chế độ mà Pulse, Interval Pulse nó rất là rõ, bực. Về bên cạnh đấy thì có cái cảm giác châm chích của EMS, tất cả những cái đấy là chúng ta đều cảm thấy rất là rõ rệt. Còn đối với cả UP thì em là cảm thấy là nó sẽ dễ chịu hơn một chút xíu. Đấy là cảm nhận của em thôi. Thật sự là mỗi lần mà em dùng là em thấy nó kiểu nó bị phê ấy. Nhưng mà nếu mà là em thì chắc là chế độ UP nó vẫn dễ chịu hơn so với cả MFIP. Rồi thì đấy là hai cái chức năng mà gọi là đặc biệt, và đấy là cái công nghệ độc quyền của Arrivo. Và bên cạnh đó thì nó cũng vẫn có những cái chức năng riêng lẻ mà chúng ta sẽ có thể dùng được hàng ngày, ví dụ như là EMS. Thì khi mà dùng EMS các bạn sẽ cần phải bôi một cái lớp gel thì các bạn mới cảm nhận được rõ cái gọi là cái dục của da, cái dòng điện nó hơi châm chích ở trong da. Cái chức năng mà đèn LED này nó sẽ phải đi kèm với cả chức năng khác. Ví dụ như là các bạn bật EMS trước, xong rồi sau đó là các bạn sẽ chỉnh màu của đèn LED theo. Nó sẽ có những cái chức năng đèn màu khác nhau, ví dụ như là nếu mà chỉ là đỏ không này, rồi xanh lá không này, rồi xanh dương không. Cái màu này nhìn này thôi chứ nó là xanh dương mà pha một tí tím. Thì hoặc là đây, kết hợp tất cả các màu đèn với nhau. Cái nó giật giật này là để tạo cảm quan thôi mọi người, cảm quan thôi, chứ còn không có nhất thiết là nó phải disco như thế này. Đấy, các bạn không thích nó giật giật thế thì các bạn cứ để không như thế này cũng được. Rồi, và nếu mà đấy chúng ta thích vibration thì chúng ta cho vibration, còn nếu mà không thích vibration thì chúng ta tắt nó đi. Đó, thì nói chung ý là khi mà sử dụng mấy cái em này với nhau thì chắc chắn là đều phải có dính đến EMS, xong rồi sau đó là mới thêm LED hoặc là thêm vibration. Nên là nếu mà ai là một không phải là fan của EMS thì các bạn nên cân nhắc tất cả các công nghệ chức năng ở đây đều dính đến EMS cả. Và đây là một con máy để hỗ trợ cho chuyện là trẻ hóa da và nâng cơ.
vì đấy là cái công dụng chính của nó. Rất hiệu quả, nếu mà một cách kiên trì dùng thường xuyên thì em cảm thấy là đúng là cái phần khóe miệng này của mình thì yeah. nó giảm hẳn cái tình trạng bị cái sọc, bị cái gọi là nếp nhăn sâu. Cái da dẻ của mình nó cũng căng miệng hơn rất là rõ rệt. Các bạn đừng ngạc nhiên khi mà các bạn dùng hai cái chế độ này mà thấy như là da của mặt của mình bị kéo đi là cũng đúng đấy, bởi vì là cái chế độ mà Emmy thì thấy là lúc thì trên hãng nó ghi là insert pores. Emmy thấy chữ insert pores thì nó không có đúng lắm. Nó should be là interval pores hoặc là intense pores nhiều hơn là insert pores. Nhưng mà đúng là cái công nghệ đấy nó sẽ khiến cho da của mình giống như là bị kéo đi theo luôn á. Nói chung là dùng khá là phê. Như mai anh thì mai anh rất là thích cái máy này, nhưng mà để đầu tư thì bây giờ mình chưa đủ điều kiện mọi người, mình chỉ dùng ké thôi. Nhưng mà cái em này á, mặc dù mai anh là một người rất là thích cái kiểu mà gọi là giật lắc, nhưng mà khi mà dùng cái em này cho phần cổ á, thì theo hãng hướng dẫn mọi người lưu ý nha, tức là mình sao dùng cho cái phần này mà mình chỉ dùng cho hai cái phần từ đây xuống đây thôi. Nhưng mà anh không dám dùng đâu mọi người, tức là nó bị nhạy cảm hay sao chị. Mỗi lần mà em dùng trên mặt thì ok, mà cái, em dùng cái phần cổ của mình nó bị nhạy cảm ấy, nó giống như mấy cả chắc là nó gần tim hơn á, nên là mỗi lần mà kéo xuống cái này là bắt đầu cái feeling nó rõ, nó rất là sâu rõ rệt luôn. Nói chung các bạn ạ, đầu tư thì cũng đã đầu tư rồi, nhưng mà nếu mà hỏi em Mi rằng là nó có đáng để mà bỏ ra 40 triệu hay không, thì nếu bạn là một người thích cảm giác mạnh, please go for it. Còn nếu mà các bạn không phải là một người cảm giác mạnh, không thích EMS thì Yamaha should be ok. Chính xác. Với lại thật ra cái máy này nếu như mọi người khoảng từ 30 cộng hoặc là thậm chí 35 cộng thì đầu tư ok. Còn nếu mà dưới đó thì mình cảm thấy là Yamaha hợp lý lắm rồi. À, nếu các bạn là người chăm hãy đầu tư, các bạn không chăm giống như em đi có này thôi là được rồi. Cuối cùng là một em máy có mức giá mềm mỏng nhất trong list trong dàn máy của chị mình ngày hôm nay đến từ thương hiệu Halio. Đây là một brand của hình như là bên Lisibox thì phải. Ừ, là một brand của Lisibox, claim là thương hiệu Mỹ. Nhưng mà thực ra thì và máy này thì mai anh nhớ là hình như có hai phiên bản, một phiên bản này thì có mức giá tầm khoảng 1 triệu, hình như có một cái version màu đen nữa, với lại một cái phiên bản là mắc hơn, hình như là khoảng 2 triệu mấy thì sẽ có thêm chế độ cool. Còn em này thì chỉ có chế độ làm sạch nè, chế độ nuôi dưỡng da, với lại một cái chế độ nữa gọi là warm thì chỉ dùng khi mà mình đắp mặt nạ, vì cái chế độ warm này thật sự nó nóng nha mọi người. Cái bạn này thì cái mà mai anh thích ấy là cái phần nắp này nè, người ta làm bằng nhựa dẻo ấy, cho nên là nó cũng khá là kiểu an toàn, với lại nó cũng không có sợ bị bể gãy gì cả. Và khi mà đặt miếng bông vào đây á, ấn vào thì thấy cũng ok. Và cái tiết diện của cái bạn này nếu mà so với Yamaha thì mình thích hơn nha, nó to hơn, nó to hơn. Em nghĩ là to hơn cấp rưỡi ấy. Nè em làm quá nè mọi người ơi, so sánh nè, nó to hơn khoảng 10%, mà sao em có thể nói là nó cấp rưỡi được nhờ. Không, nhưng mà nói chung là nó to hơn ơi, to hơn có 10% thôi, cả nhà đừng nghe mà anh nói. Mai anh rất là dở trong việc gọi là định lượng. Với lại một cái thích nữa là cái máy này nó thiết kế cầm rất là vừa tay mọi người. Tức là đầu tiên là cái này nó to và nó nhẹ nhá. Nhưng mà có một phần là bởi vì là nó ít chức năng thì nó nhẹ là đúng rồi. Đúng rồi. Còn con trong mấy con máy này là Yamaha với cả hai con này là tặng nặng tương đương nhau luôn. Không, mà công nhận em thấy cái này nặng 300 mấy chục gram á, 300 mấy chục gram nặng. Còn bạn này thì đúng là nhẹ hơn, với lại nó vừa tay, với lại kiểu mang đi đâu cũng ok, mà anh thấy ổn nha. Rồi về cái mức độ thì em này sẽ có cái mức độ là low với lại high. Khi dùng thì mọi người cứ ấn mở thế này, rồi mình chuyển chế độ, rồi mình bấm. Nếu mà ai cảm thấy hơi yếu thì mọi người tăng lên cái mức là 2. Mà anh thấy là nói chung dễ dùng. Về cái chế độ làm sạch của em này thì nếu mà so với Yamaha thì thật sự là không so được. Bởi vì em này nếu mà so với Hada Pre thì thật là mà anh thấy nó cũng the same. Nhưng mà so với Yamaha về chế độ làm sạch thì không so được. Vì dùng em này mà anh thấy da không sạch lắm. Nhưng mà được cái là khi dùng thì nó cũng rung rung, thì cũng phê phê. Tới cái chỗ mà làm ấm á, với lại cái chức năng warm để đắp mặt nạ thì ổn. Chức năng Nourish của em này là dùng cái gì? Dùng công nghệ gì? Nourish của em này thì claim là có dùng ion và dùng thêm gọi là nhiệt lượng ấm ấy, thì giúp cho cái dưỡng chất thấm sâu vào da của mình hơn. Có vibration. Dạ có. Tức là Nourish là mặt luôn á mọi người. Ion, vibration và nhiệt hơi ấm ấm đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là rung cũng ok và cái mức độ rung nó cũng khá là đều á mọi người. Tóm lại đây là một chiếc máy mà Mai Anh nghĩ là những bạn nào mới tập tành gọi là chơi máy làm đẹp á thì mọi người có thể cân nhắc, vì thứ nhất là mức giá ok, nhưng mà mọi người sẽ phải quản lý kỳ vọng của mình. Tức là nếu như chỉ cần làm sạch xương xương và để dưỡng chất một cách nhẹ nhàng thì em này ổn, nhưng mà nếu mọi người expect những cái tác động mạnh hơn, ví dụ như là chống lão hóa này, rồi giúp da của mình trẻ hóa vân vân á, thì dĩ nhiên là mọi người nên đầu tư vào Yamaha. Còn em này thì sẽ không được như vậy đâu, nhưng mà nói chung là những bạn nào kiểu 20 something thì có thể cân nhắc.
Nhưng chung ấy thích chơi máy, muốn thử máy thì có thể thử được. Nhưng mà em mê là em mê thì em nghĩ là nên đầu tư thêm chút xíu nữa, có thêm những cái công nghệ mà nó advanced hơn một chút xíu so với cả một cái con máy khá là basic như thế này thì nó sẽ đáng đồng tiền hơn. Nói chung là tùy vào cái kỳ vọng và cái nhu cầu của mọi người. Mới cả có một cái mà em cũng không khoái lắm ý. Tức là nếu mà mọi người dùng những cái máy như kiểu Yaman này ý, thì mọi người sẽ không thấy là nó bắt phải cảm ứng. Còn đây là sẽ cần phải là ấm vào đây thì nó mới bắt đầu rung, với cả nó mới bắt đầu như cái đó em thấy quen quen, hình như ngày xưa Hadakri cũng phải chạm vào cái phần sau lưng của đúng nó. Đúng rồi, đúng rồi. Còn đối với những cái con máy mà advanced á thì nó đã already nó ở trong này hết rồi. Hoặc là dòng điện nó đi thẳng trực tiếp vào đây, lên đây rồi chúng ta không cần phải theo dạng như là đây. Nói chung là một em máy giá vừa phải, và nếu như những kỳ vọng của mọi người như nãy giờ mà em nói thì mọi người có thể thử. Thế thì cuối cùng là nếu là em muốn mua không? Nó bây giờ mình nói nước đôi nhiều quá rồi, nếu là em muốn mua không? Nếu như là Mayan năm 18-20 thì có thể sẽ mua vì lúc đó chỉ có nhiêu đó tiền thôi. Nhưng mà bây giờ 25 tuổi rồi thì sẽ mua này. Thật ra 18-20 em sẽ mua. Mua xong chịu chăm dùng không? Thì cái đấy là một câu chuyện khác nha mọi người. Hồi đấy em mua Hadakri năm em 18-20 mà. À ok, ok. Tại vì ngày xưa chưa có em này. Nhưng mà nếu như thật sự nha, thời điểm đấy mà có em này thì mang sẽ mua em này thay vì mua Hadakri. Vì cái hiệu quả, không phải cái hiệu quả mà cái tác động của hai em gần như là giống nhau. Dạ, yeah, dạ yeah. Mà chỉ nhớ là Hadakri cũng không có đèn led nọ kia nha. Đúng rồi, mà lại mắc hơn. Dạ yeah. Còn em My thì chắc là em My sẽ đầu tư thêm một chút xíu để có những cái con máy nó xịn sò và nhiều công nghệ hơn. Tóm lại nhá, nếu chọn một máy trong số những máy mà đã dùng ở đây thì em sẽ chọn Yaman. Lý do đã nói rồi. Tuy nhiên cái con máy này vẫn có một điều mà nó chưa đáp ứng được kỳ vọng cũng như là giúp em bớt lười. Đấy là bởi vì là tiết dụng diện của nó nhỏ quá, nên là mỗi lần dùng nó hơi mất thời gian. Nếu mà có cái con máy nào nó to to hơn một chút, dùng nhanh ấy, thì chắc là em sẽ chăm dùng hơn. Nhưng mà Yaman sẽ upgrade cái bảng này to không, cũng hơi khó đấy, bởi vì là thực ra đây nó đã là cái thiết kế của hãng rồi, đúng không? Tức là cái gì nó cũng có cái lý do của nó ấy, mọi người ạ. Với một cái thiết kế như thế này, nó không phải chỉ đơn thuần là vì cái anh designer anh nghĩ ra cái thiết kế này đâu, nó còn là ví dụ như là phải đặt máy móc nó kia ở bên trong như thế nào nữa. Nên là trừ phi nó biến hẳn thành một cái thiết kế như thế này, chứ còn không thì khó lắm. Không phải là cứ muốn to thì ra là to được đâu. Còn đối với Mayan thì thời điểm hiện tại thì chắc chắn mình sẽ vẫn tiếp tục gắn bó với cái em Yaman này. Nhưng mà nếu như mà Mayan lớn hơn một xíu, nhiều tiền hơn một xíu thì chắc chắn mình sẽ đầu tư một em máy này. Vì thật sự là rất thích cái em này luôn mọi người, và dùng lâu dài thì chắc là sẽ trẻ lâu. Em My không phải tin chăm, nếu mà chăm thì chắc chắn là nên đầu tư. Nên là em My sẽ nghĩ đến chuyện là với một cái số tiền nhiều như thế, chắc là em My sẽ thích những cái dịch vụ mà công nghệ cao tại các clinic. Còn Mayan thì nói chung là thích chơi đồ chơi ở nhà nên là mình sẽ dùng cái này. Còn bạn lựa chọn về máy đá mịp của bạn là gì hay comment bên dưới cho chị mình cũng biết với nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong video clip lần sau, bye bye.